Xin chào tất cả các bạn, vừa mới về được một cặp lốt Inu vỏ gai mãng cầu nha. Đây, cặp lốt này gắn cho xe rim Thái là tuyệt vời. Nó một cái lốt là 225 với 250. Rất là đẹp, thấy nhìn cái gai của nó nè. Đó, gai của nó còn rất là đẹp, thấy không? Gai của nó còn nguyên những lông lá rồi, còn ok hết. Đây, Inu nha, Inu Thái theo xe. Đây, Shopee. Đây là hiệu Inu Thái theo xe. Mới nền thế là. Đối với vỏ theo xe thì không có thể so sánh được với cái lốp mới bây giờ, cặp lốp Inu mới bây giờ của Việt Nam sản xuất nó chỉ có 400.000 một cặp. Lốp Inu Thái sản xuất mới là 700.000 một cặp. Rất là rẻ nha, rất rẻ. Cậu này rất là mắc tiền nha các bạn. Cái này mà gắn vô xe được rim trùm mày là thôi quá tuyệt vời luôn. Gắn vô xe cúp cũng được luôn. Nó gắn được cho xe cúp 50, 70, 90 thì ok nha. Rất đẹp các bạn. Này gắn cho rim Thái mới giá trị. Tại vì xe rim Thái là cái xe mấy trăm triệu nó mới giá trị. Còn gắn vô xe cúp thì nó giá trị hơn cái xe. Nên nó hơi căng. Ok, rất đẹp nha các bạn. Nhỏ. Chỉ có một cặp duy nhất thôi. Các bạn nhanh tay liên hệ để đặt hút cặp vỏ về cho mình nha. Ok, cảm ơn các bạn. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng riêng. Mỗi khi mà mình có sản phẩm mới về là chúng ta sẽ nhanh tay chúng ta mua liền được nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.